Sau gần một tuần rèn quân cùng U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chuze cho thấy sự quyết tâm và khắt khe của mình trong từng buổi tập với các học trò. Điều này khiến cho các cầu thủ trẻ luôn giữ được sự tập trung cao độ và ra sân tập luyện với quyết tâm cao nhất. Dù mới chỉ làm việc được ít ngày, nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy những tiến bộ dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Chuze. Ngay từ những buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Chuze đã cho thấy rõ ý đồ chơi mà mình sẽ áp dụng cho các học trò. Vị chiến lược gia người Pháp mong muốn U23 Việt Nam chơi bóng ngắn, ít chạm và sẵn sàng ban bật nhỏ để thoát khỏi sự áp sát của đối phương. Điều này khiến cho các cầu thủ phải có khả năng khống chế bước một cực kỳ chuẩn xác. Và đây cũng là kỹ thuật mà ông Truje đã nhiều lần phải chỉnh sửa cho các học trò. Ngoài ra, vị huấn luyện viên 68 tuổi này cũng yêu cầu các thủ môn phải có khả năng xử lý bóng bằng chân tốt để tham gia vào lối chơi chung của toàn đội. Muốn đá bóng tốt là những điều cơ bản phải cần hoàn thiện trước, nên là thầy chú trọng hơn về việc ôn lại cho tụi em những kiến thức cơ bản để tụi em có thể đáp ứng được cái chiến thuật mà thầy đề ra. Thầy rất là kỹ càng trong từng khâu, nên là tụi em phải làm đúng từ cái đường truyền, từ cái thời điểm để nhận bóng và cái đường truyền làm sao tốt nhất cho đồng đội có thể. Bắt buộc bây giờ thầy phải chơi bóng không phải 10 người nữa mà phải 11 người từ thủ môn. Chính sự quyết liệt của Truje và các trợ lý đã tạo nên bầu không khí khác biệt trong từng buổi tập của U23 Việt Nam. Các cầu thủ luôn bị đặt trong áp lực lớn và luôn phải cố gắng tối đa để hoàn thành yêu cầu. Sau quá trình huấn luyện, có thể thấy rõ sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ qua từng ngày. Ai cũng muốn thể hiện thật tốt để được giữ lại trong danh sách cuối cùng. Thầy sẽ tạo áp lực cho bọn em và mỗi người đều phải cạnh tranh với nhau, chứ không phải là ai chắc suất hay là đá chính 100%. Vì thầy có thể xoay tua mọi người thì trong mọi hoàn cảnh. Đối với thầy thì đòi hỏi ở cầu thủ rất cao và muốn cầu thủ lúc nào cũng phải nỗ lực hết mình trong từng buổi tập. Sự khắt khe và quyết liệt của huấn luyện viên Truje đang dần mang lại hiệu quả ở U23 Việt Nam. Sẽ còn cần những trận đấu thực chiến để đánh giá về năng lực cạnh tranh của các cầu thủ. Nhưng ít nhất thì ngay từ lúc này, các sao trẻ ở U23 Việt Nam đã luôn bị đặt trong sức ép của ông thầy người Pháp. Bởi chỉ cần vài phút mất tập trung, họ có thể đánh mất cơ hội giữa các giải đấu lớn sắp tới.